Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người xem là cái con xe Sumi 265. Xe này thì giờ đất để làm cái nền để mà bán quán gì đó mọi người. Tại cái này là cặp bất lộ N2 luôn. Rồi mình chạy xe ngang mình thấy, mình quay mình chia sẻ cho mọi người xem. Tại vì cái xe này giờ đất đó mọi người, là nó nhão á. Nên đi dễ cho nó rất là lầy nha. Đây. Xe này thấy quay to quá là nhanh lẹ mọi người. Xe này còn liền lắm. Tại vì thấy này như có sơn cái chỏ lại rồi nè. Mình thấy có sơn cái chỏ lại rồi. Đó, giờ đất là đang để làm cái nền bán quán gì đó. Tại cái này cặp lộ. Đất giờ này chú ông lấy đất từ ở ngoài cái ruộng ngoài đó mọi người, là ông lấy vô mà nay nó ngập luôn rồi, mới lấy đất vô mà giờ từ đằng kia kìa, giờ đừng xa từ đằng xa xa đó, giờ ở đây chắc cỡ 70-80 mét đó là giờ lại làm cái nền này. Cặp lộ N2 luôn. Ô bò không nổi luôn. Rất là lầy nha. Rồi bò lên nè. Chuyện mưa tới dữ lắm nè mọi người ơi. Cái này chú cũng tranh thủ giờ để mưa tới nè. Đó, lên rồi đó. Lúng lúc lúc. Có vậy mà lúng lúc lúc vậy mọi người. Tại giờ xa quá nó đất nó nhão. Là giờ đất là xe phải nằm trên đất luôn, tại này nó cặp lộ á, rồi đâu có chỗ giờ bỏ đất đâu. Là giờ dồn tới vậy. Dư thì bò đẳng bát lên. Quá trời cái xe này nó liền. Này chú ông bỏ cặp lộ hôm nay cũng lâu lắm rồi nha, mà chắc là nhà cũng gần đây mới dám bỏ, chứ anh em xa xa là không dám bỏ cặp lộ gì đâu, là thấy không ngủ dữ gì trơn á. Đây quá lầy rồi, bò lên kìa, ra khói luôn, quá trời khói rồi. Đúng là lúc dĩ luôn, giờ chú ông bò lại đẳng này ông giờ đất lại bớt á mọi người, giờ hết chỗ bỏ đất rồi. Giờ đi đẳng giờ là cái nền xong rồi quay lại cuốn thêm vài bát nữa. Ồ đây có con xe cẩu đang chạy lại. Quá lúng rồi. Thì khói trơn luôn. Đây. Giờ chú ông dời đất ở đây nè. Leo lên là cứ dòm tới vậy, dư đất là bò lại bắt tới vậy. Nó dời từ đó tuốt ăn tì đằng kia kìa. Giờ ở đây chắc cỡ 70-80 mét á. Là giờ dài lại. Bữa xuống dưới ruộng lột lớp đất dưới ruộng lên. Tại tràm á mọi người. Cái xong rồi nhổ gốc xong rồi dọn ba cái đất á, đất với ba cái bổi rồi. Dọn lên ăn vô làm cái nền.
nhà có cái bao có cây là lộn xộn đi mới được, chứ cái này mà không có cây là em thấy mưa gió cái này là thua. Ý là có cây mà nó còn lúng mà lúc dĩ luôn, hết dầu như ta. Quá trời chuyển mưa mọi người, nhiều lắm chuyển rồi. Đó giờ chú ông dời lại đây nè, dời lại cái nền ở đây nè, làm nguyên cái nền. Dữ lắm đất kìa. Rồi giờ chú bò tới đó. Giờ bò tới dồn lại cái nền nhà bớt đó mọi người. Ủa sao nó thiếu dầu, hết dầu luôn. Hết dầu luôn mọi người, nãy giờ mình nói nó hết dầu, nó sạc sạc. Ủa? Sao nó tắt à? Tự nhiên nó tắt ngang không? Ủa không hết dầu mà sao tắt hả? Vậy là cái xe này nó nghiêng quá, nó hụt dầu rồi. Đây lộ N2 à, ngay này ngay cái cua luôn. Xe chạy hơi hòn, mọi người thông cảm nha. Chạy đất nó là nhão nhìn lên nước luôn. Đó, giờ ông dời lại, giờ bớt đất lại mọi người, giờ đất nhiều quá. Lấy dĩ bắt lại luôn, đi ruộng đất lại làm cái nền luôn, rồi xong rồi rút xe từ từ đã. Ô ô văn lúc nãy nó lẹm máy nó tắt, em tưởng nó hết dầu, cuối cùng nó nghiêng quá mọi người, nó thiếu dầu, nó hụt dầu á. Xe chạy ra cũng trung bình mà chạy nó quá là trời lẹ luôn. Chỗ xe này dài quá thôi, dài thòn à, cái chỗ nhìn thấy cái dài ghê luôn. Ra khói rồi.
đó giờ chú ổng lấy đất cái đây nè mọi người, chỗ này nè, rồi bỏ lại cái nền, rồi xong rồi đắng ruộng lại còn dư nhiêu dư, rồi xong rồi mấy leo xe lên cái nền nó phả mặt bằng chà láng vuông góc lại. Rồi, quay ra lộ cũng ớn nè, cái chỗ này dài lắm nha. Đó giờ bỏ đất lên cái nền đó. Nhịp vậy. Này nhờ có gốc cây đâu mọi người, tay tràm mà cuộn đất lên á. Nó lộn xộn vô nó không lúng dữ chứ mà này không có gốc cây là thua luôn. Tại mưa dầm nữa. Và video này cũng khá là dài rồi. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây luôn. Và mọi người mà yêu quý cái kênh của Nghĩa Xe Cút Vlog thì mọi người cho em xin một lượt đăng ký kênh nha mọi người. Rồi tạm biệt tất cả mọi người nha.